Thưa quý vị và các bạn, công tác dân vận được xác định là nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp cách mạng, xuyên suốt các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân vận khéo thì việc gì, dù khó khăn, phức tạp đến mấy, được dân ủng hộ, giúp đỡ hết mình thì đều cũng thành công. Sau đây là ghi nhận tại Đảng bộ xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội là một ví dụ. Thôn Sâm Động, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội có 456 hộ gia đình và khoảng 2.000 nhân khẩu. Dự án đường vành đai 4 đi qua, thôn Sâm Động mất 2,7 hecta đất thổ cư, đất vườn và gần 14 hecta đất nông nghiệp. Cùng với đó là khoảng 180 hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp phải di dời, bồi thường và 104 hộ phải di dời đến khu ở mới. Các việc rất là khó khăn bởi vì trong cái diện tích đất ở thì nó bao gồm cả đất ao, đất vườn. Đấy, nó không đồng bộ. Ban chủ ủy cũng phối hợp với các ngành đoàn thể họp rất nhiều lần để vận động tuyên truyền bà con nhân dân là chấp hành các cái chủ trương của nhà nước, ổn định các cái việc tái định cư, bồi thường cho các hộ dân là về đất ở thì cũng rất là thỏa đáng, bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi. Mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ thôn Sâm Động luôn xác định công tác di rời giải phóng mặt bằng từ trước tới nay luôn là một công việc rất khó khăn và phức tạp. Nếu không có sự đồng thuận của nhân dân sẽ không thể làm tốt được, mà muốn có được sự đồng thuận phải lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhân dân để từ đó báo cáo, đề xuất với cấp trên, xem xét và giải quyết kịp thời. Chúng tôi làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để làm sao có cái sự đồng thuận cao nhất của toàn thể nhân dân. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng phải tập trung lãnh đạo và lắng nghe, tiếp thu cái ý kiến, đảm bảo được cái tâm tư, tình cảm, những cái nguyện vọng chính đáng của người dân để mình cũng có cái báo cáo đề xuất với các cấp trong cái vấn đề xem xét. Vì chúng ta có quan tâm tới cái lợi ích chính đáng của người dân thì người dân mới tin tưởng và chấp hành theo cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ. Cứ thế, với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, mọi thông tin, công việc liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của nhân dân đều được Đảng ủy xã Vân Tảo công khai, minh bạch, đưa ra các hội nghị để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động được bà con dân là di chuyển 39 ngôi mộ đến giữa năm 2023. Thì là 100% cái diện tích đất nông nghiệp và con dân là bàn giao đất để giải phóng mặt bằng. 69 hộ là được phải di chuyển và được tái định cư thì đến thời điểm là cuối năm 2023 và con dân là bàn giao đất để phục vụ giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, mọi hoạt động chuẩn bị cho khu tái định cư cũng được Đảng bộ xã Vân Tảo chuẩn bị kỹ lưỡng để người dân yên tâm, sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt và sản xuất tại nơi ở mới. Yếu tố quan trọng để mà tuyên truyền vận động được bà con dân là chúng ta phải nắm được cái tâm tư, nguyện vọng, rồi cái nhu cầu thực tế của bà con dân. Và bên cạnh cái việc này thì cán bộ đi sâu, đi sát cơ sở, gần gũi chia sẻ với bà con dân để tạo cái niềm tin và bà con dân sẽ đồng thuận cùng với chúng tôi. Có thể thấy tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở cùng các giải pháp chủ động linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương là yếu tố quan trọng để tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của người dân và cũng là dịp để đội ngũ cán bộ đảng viên thấm nhuần và thực hành lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.